Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh Tin Tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Ngọc Trinh giản dị với áo crop top khoe vòng eo 56 giữa đường fan. Nữ hoàng nội y xuất hiện giản dị với khoe trắng trong buổi giao lưu đoàn phim vòng eo 56. Tối qua ngày 8 tháng 4, Ngọc Trinh cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đảng và người tình đại gia Betty Mae Nguyễn xuất hiện tại rạp phim để giao lưu với khán giả yêu mến bộ phim vòng eo 56. Nữ hoàng nội y ăn mặc giản dị với khoe trắng gồm quần skinny, áo crop top khoe eo thon, giày cao gót và nổi bật với phụ kiện là chiếc đồng hồ màu đỏ. Người đẹp giao lưu trò chuyện và chụp ảnh thân thiện với các fan. Rất nhiều fan hâm mộ đến xem phim và giao lưu cùng Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y diện cây trắng giản dị nhưng vẫn vô cùng thu hút. Ngọc Trinh bị các fan vây kín trong buổi giao lưu. Đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, Betty Mae và Ngọc Trinh hào hứng trò chuyện cùng người hâm mộ. Ngọc Trinh và người tình đại gia hưng của vòng eo 56. Cả ba cùng selfie với fan rất vui vẻ. Các fan đều rất thích thú với những trò chơi, những chia sẻ của đoàn phim vòng eo 56. Ngọc Trinh vẫn xúc động rơi nước mắt dù đã xem bộ phim cuộc đời mình khá nhiều lần. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích video nào, các bạn có thể like hoặc share. Nhưng đừng quên nhấn đăng ký kênh miễn phí để có thể theo dõi thật nhiều video thật hấp dẫn khác do chúng tôi cung cấp. Xin chào và hẹn gặp lại.